dám post bài về chê bai đất nước nữa, giờ toàn đăng clip nhảm nhí không à. Thật ra nó cũng đấu tranh cái con khỉ gì ba chén cơm bánh áo thôi, thằng đó có đấu tranh. Ông nói vậy nghe nó hơi ghê, đấu tranh là phải cỡ như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh này nó mới là đấu tranh. Còn thằng này đá cá đăng dưa kiếm tiền sống qua ngày thôi, chứ đời nó còn gì để mất nữa, đời nó còn gì gọi là mục tiêu, đúng không? Người người bình thường á, anh ta mục tiêu về gia đình và những đứa trẻ đó, nghĩ cho cha mẹ thì phải làm vậy, chứ còn đâu có xưng hùng tranh bá được như tôi đâu. Nên dùng từ chữ 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 đấu tranh là bạn dùng không có đúng, hiểu không? Còn bây giờ nó đi ra cái chiến cái lá bài mà chơi nắng nắng hai bên nó để thể hiện cái sự chiến danh bằng chiến đấu rồi đó, kiểu đó đó. Rồi xong rồi giờ cũng không dám nói nữa, nó bớt mà gì thêm một thà bớt một đồ. À, Phạm Nhật Dượng qua bên Mỹ là phải mở công ty lắp ráp, không phải đinh cả xe qua nhé, và thuê cả người da trắng và người Việt Nam làm thuê, kẹo hơi sốc. Có chứ, nhiều khi thuê mãi nó không thuê da trắng làm thuê thì da trắng chắc nó làm những cái vị trí mà xịn, giống như quản lý là leader hay là gì đó, còn mấy mễ với mấy da màu thì chắc nó dặn ốc, mà nhiều khi cũng hợp tác nữa, không chừng nhiều khi qua đó hợp tác với hãng Ford nữa. Hôm nay phố Bonsa phỏng vấn ông Kỷ, thấy tội ổng quá, mặc cái áo cờ vàng và cờ Mỹ, cổ rách áo lả tả tơi. Có thằng kia bảo ông đấu tranh cho người Việt mà người Việt trong nước mặc toàn áo lầm, mà ông thì mặc áo rách, thấy tội ổng quá. Kiểu tới giờ sao giờ thì giờ cuộc sống ổng nó vậy thôi, cũng không biết cái đường nào. Chẳng qua tôi thiệt với mày, cuộc đời này nó có chống cộng chống trừ thì mày mới biết trên đời này có ông Ngu Kỷ, đúng không? Chứ còn nếu mà không có cái đó tụi mày làm gì biết ông Ngu Kỷ là ông nào, tụi bay chỉ biết Duy Nguyễn thôi chứ sao biết được ông Ngu Kỷ. Nên nhiều khi cái hoàn cảnh họ thấy vậy thì cũng tội, nhưng mà giờ làm thế nào được, không quay đầu được, không tiến được, không lui được, đúng không? Bây giờ dính vô cái thế tiến thoái lưỡng nan, bây giờ sống từng ngày chờ tới lúc gọi là nhập thổ thôi chứ giờ làm sao nữa. Chẳng qua là cái điều đó nhiều khi ông chủ kinh phố Bonsa ông không thèm nói thôi, ông cũng nhìn ra được nhưng mà ông chẳng qua ông nói được, kể nó để lâu lâu lên mạng này nọ, đúng không? Lấy nước mắt cảm xúc của khán giả để kiếm những đồng tiền quảng cáo, kiểu đó bình thường. Cái cuộc sống nó như vậy, giờ ai reset chẳng được cái con đường nào, không? Nghề nghiệp thì chưa chắc có, mà tuổi thì ngày một già, chuyên môn thì không có, ngôn ngữ thì cũng yếu, đúng không? Đầu óc thì dành cả một đời chống cộng, thanh xuân như một tách trà, mãi lo chống cộng nước bà đó thanh xuân, đúng không? 40 mấy năm đu càn thì không học được cái gì hả? Học chỉ còn học cái kiến thức về cộng sản để mà chống thôi. Nhưng mà học thì học kia học ráp, không có học bài bản, không có được học với mấy trường sầu chủ nghĩa, nên nói đầu nó không xuôi đuôi nó không lọt. Đó là đại diện cho cả một cái thế hệ thất bại của người Việt. Ông Ngô Kỷ chỉ là một thôi, còn hàng ngàn hàng vạn ông Ngô Kỷ khác mà tại tụi em chưa biết thôi, đúng không? Nên nói khác đó là nỗi đau cho dân tộc, chứ mấy đùa đâu. Ít ra cái lực lượng đó họ chỉ an phận, họ làm công nhân thôi, đúng không? Thì Việt Nam mình nó cũng phát triển, nó cũng đã khác rồi, và cộng đồng người Việt nó cũng khác rồi. Đó, nhàn cư vi bất thiện, cái đó là cái khốn nạn của cuộc đời, cái khốn nạn của dòng chảy lịch sử mà nó đi hủy hoại hết 40 mấy năm cuộc đời của hàng vạn người. May mắn tuổi trẻ Việt Nam không bị như vậy nếu biết Duy Nguyễn. Còn thằng nào á mà đi coi kinh của thằng kia, thấy không? Thằng nào mà đi coi kinh của thằng kia thì mày sẽ là Ngô Kỷ thứ hai, cái chuyện đó là chuyện chắc chắn, khỏi có bàn cãi. Đừng có ngồi đây mà muốn gọi là gì múa chữ trên mạng Facebook. Thiệt, đúng không? Giống như Chí Phèo hình ảnh đó của ngày xưa, hình ảnh của tiếng thối lưỡng non, cái hình ảnh gọi là gì, nạn nhân của chế độ phong kiến, nửa phong kiến nửa thực dân, đúng không? Nhưng mà hơn ngày hôm nay giữa thời bình, nếu mà có những người không tỉnh ngộ, có những người đi sai hướng lầm đường lạc lối thì sẽ có hàng trăm hàng vạn Chí Phèo hai. Không thấy cảnh Chí Phèo khổ chưa? Họ bế tắc cuộc đời, họ không nói bất lực ngôn từ, gặp ai cũng chửi, sáng chửi, trưa chiều chiều chửi, nó tối say nữa sỉnh cũng chửi này nọ, cuối đời bệnh hoạn nó sốt hừng hực lên, có thằng bác cháu hành này nọ của nhỏ xấu quắc đâu mà nhìn con nhỏ nó như điêu thuyền, để có một đêm động tình trong lịch sử, nhà văn viết lên những câu chuyện những này nọ kia. Cuộc đời thì đối với người thường, nhỏ đây nhỏ thuộc dạng là ma chê quỷ hờn rồi, chung vô diệm quỳ lại luôn. Nhưng mà vô tay Chí Phèo một cái, nó là gì?
nó vã quá rồi hay gì đó, mới dùng cái chữ gì, mới nói sao độ được cho hay. Nó coi như là một mỹ nhân tuyệt sắc mà chỉ có cô ấy mới thay đổi cuộc đời của Chí Phèo thôi. Trời ơi, nghe nó lạnh óc luôn. Xong rồi cuối cùng cũng không giải quyết được những cái mâu thuẫn cuộc sống, những cái mâu thuẫn của quan hệ xã hội và cá nhân. Đó, đi tìm Bá Kiến. Không, đi tìm Bá Kiến để hai người dìu nhau vào cõi Vĩnh Hằng. Nè, nhà tôi nè. Cái kể bà công ty đối diện nhà tôi á, cũng chơi tiệc lớn lắm, tất niên cũng lớn, bữa nay tiệc gì mùng 3 nè, xe hơi đậu mười mấy chiếc rồi đó. Xe hơi đậu mười mấy chiếc rồi đó bạn. Mẹ có, Toyota có. Còn có VinFast chưa? Chưa thấy Vin. Tại tôi like bằng máy lớn, tôi quay bằng coi được á. Nói chung ở công ty này á, thì nó thuộc dạng cái công ty của người lớn mà, chủ lớn à, chủ chắc cũng 60 á. Còn công ty của Di là công ty nhỏ, công ty tuổi nhỏ đó, tuổi trẻ. Những cái công ty mà tuổi lớn người ta cúng kiến ghê lắm nha bạn, giỡn đâu, doanh nghiệp đi chúc Tết kinh lắm, mới đùa. Tôi thì đơn giản hơn, nhẹ nhàng thoải mái được, doanh nghiệp nhẹ, doanh nghiệp trẻ mà. Netflix cấm phụ đề tiếng Việt vì lo ngại mấy phim chống cộng, anh Di biết không anh? Ôi mày chống cộng tôi cấm cho mày đói luôn đó chứ đó, mà cấm phụ đề đã là cái gì, lần lần với tụi bay nhận đúng không? Qua bên Trung Quốc coi, còn nó bóp cổ mấy diễn viên bố láo chết tới cỡ nào đúng không? Nó phải dẹp loạn ở trong nước của nó mới đương đầu với Mỹ được. Cái đó là cái hay của Trung Quốc đó ba. Nhiều khi mình nhìn qua mình thấy Trung Quốc nó chơi xong rồi dã man quá, nhưng mà cái gì vậy thôi à, cái gì nó cũng là nhìn từ nhiều mặt. Nếu mà nó không làm như vậy thì thằng Mỹ nó thôn tính nó lâu rồi, hiểu chưa? Mà thằng Mỹ nó không ăn được Trung Quốc nó đâm ra nó PR xấu, nó nói xấu Trung Quốc này nọ kia, nhưng mà tới hồi Trung Quốc nói xấu lại nó không chịu, nó nói Trung Quốc tiểu nhân. Quá hay nhờ, hay nhờ. Giống như ông Trump á, ông đi nói xấu người ta thì không sao, nhưng mà ông bị luận tội á, cái chửi dân chủ tiểu nhân, mẹ có chơi thì có chịu thôi chứ mắc cười ghê. Bởi vì đạo lý của mấy bạn cùng Trump dạo thấy chả được chút nào, đúng không bạn? Đạo lý của mấy bạn cùng Trump dạo thì tôi nghe tôi không ổn chút nào thật sự. Có chơi có chịu, chính trị đó là như vậy, thắng làm vua, thua làm giặc cỏ, hợp lý không bạn? Thế thôi. Một khi á, mày gọi là mày xuống ngựa đó là chấp nhận người ta chơi, mình trên ngựa thì mình cũng chơi người ta thôi. Giờ dạo này fan cùng Trung khóc khóc tiếng Việt không à, ông đâu biết đâu, khóc ghê lắm, chửi dân chủ như là thiệt bạn, chửi dân chủ giống như bọn bán nước luôn, nghe thấy phát chán. Chị mà cũng có đám ngồi nghe, mà đám ngồi nghe, mà đám ngồi like, mà đám ngồi đồng tình nữa, tôi cũng hiểu cái đám nó đám gì luôn. Trùm được thượng viện tha bổng, anh Duy nghĩ sao? Cái chuyện này bình thường tao nói với mày cách đây mười mấy ngày luôn rồi, làm sao bắt được ổng? Cái luật là không bao giờ bắt được. Chẳng qua thế dân Mỹ nó giàu quá, lấy ra ngồi họp vài ngày chơi cho vui vậy. Xong rồi cấp kích động báo chí này nọ nọ, viết bài lên PR đồ, cho quên đi cái chết Covid. Tao nói bây giờ Mỹ nó cố tình nó truyền thông, nó ém nhẹm Covid đó mà chịu không? Chứ sao mày nói về Việt Nam được mà tao nói về Mỹ mày nhắm nghe? Bây giờ nghe đồn hôm qua có nguồn tin mật, không biết có kiểm chứng chưa, bạn kiểm chứng cho tôi tin này. Cái một ngày một cái chết hơn 5.000 người, một ngày á, một ngày chết hơn 5.000 người. Ủa, không biết có không có, mà đó dân tình đâu ai biết đâu, dân tình lo coi ông Trump không à, đã quên đi những cái gọi là gia đình khóc con, những người mẹ khóc chờ khóc khóc con, những người con khóc cha đúng không, những người cháu khóc ông, trong những cái đêm tiễn biệt lạnh lẽo đi, trong những đêm tiễn biệt lạnh lẽo, khí trời của Mỹ bây giờ lạnh lắm. Ủa, đám tang diễn ra cách rất là im lìm không ai biết luôn, trong mùa đại dịch mà ai ai thấu cho nỗi đau này. Tao nói mày nghe nha, năm mấy năm năm ngàn mấy cái hòm trong một đêm đó, chứ không phải là đùa đâu. Ví dụ như 5.000 mấy cái hòm nó mà kéo ra Lido Sài Gòn một cái là mấy bà bán phở mà không có nước lèo để bán luôn đó. Giỡn chơi, nó nói thật sự với bạn, chứ nhìn nó nát nát mẹ, nát như bướm ấy. Bây giờ chỏ mỏ về vấn đề của Nga, Nga nó tán cho phát nghe chưa? Mày bố láo tao trả đũa đó, mày đừng có xạo xạo. Mày ăn là mày cấm giận miết hả mày? Tao cắt đứt quan hệ với mày luôn. Ông mà cắt đứt quan hệ với mày luôn, quỷ mấy bọn châu Âu này mày chuẩn bị vô hòm chung nó luôn đi. Cái tội bố láo. Tự nhiên đi làm là đi, chưa thấy nào xàm như mấy phương Tây. Cái này là cái nào xàm mà tôi nói xàm như mày. Phương Tây cái điểm nào văn minh thì nó hay, tôi nói văn minh. Nhưng mà có những điểm nó xàm là tôi thấy nó xàm. Ví dụ, đúng không? Tự nhiên bây giờ á, mày là bộ trưởng bộ ngoại giao, mày là nằm trong phái đoàn ngoại giao của nước người ta, má nó đi nó biểu tình cho Alexei Navalny,
mà trong khi Putin đang cầm quyền. Ủa mày thằng bị điên hả mày? Rồi xong rồi bị Putin đuổi về cái tự ái. Tao nói mày có ăn có học mà sao mày cư xử như cái đám đần vậy? Các bạn nhận định điểm này làm sao? Hả? Tự nhiên mình đây đi làm lãnh, mình đi làm ở trong bộ ngoại giao của nước người ta, là mình phải đi hợp tác với chính phủ, mình phải làm việc với chính phủ người ta để duy trì ngoại giao giữa hai nước. Ông nội rảnh lắm, ông đi biểu tình ủng hộ Alexei Navalny đó, ba ông luôn, ông Ba Lan ông gì đó, ba ông luôn đi biểu tình ủng hộ Alexei Navalny, xong rồi bị Putin đuổi cho nhà nước, xong giờ tự ái chửi Putin, xong rồi áp lực đòi trừng phạt kinh tế này nọ nữa. Putin nói nhân câu tụi bay vừa thôi nha, mẹ bố còn ngồi đây á, tụi bay muốn chơi bố chơi với mày luôn đó. Xong rồi cái Putin đi qua gặp ông Erdogan gì đó, mấy em biết ông Erdogan không, hợp tác ăn nhậu một cái một Putin mà nó thiệt nha, bắt tay với Thổ Nhĩ Kỳ cái là cái đám châu Âu này chuẩn bị về với Chúa rồi, cái đám châu Âu và đám châu cực đoan đó, mà châu Âu đó có hai đám, châu Âu cực đoan với châu Âu đẳng cấp. Châu Âu đẳng cấp là gì? Bắc Âu. Bắc Âu đó không bao giờ mà đi xiên như mỏ chuyện ta hết, tôi thề luôn, mấy Bắc Âu chơi được lắm mà. Còn mấy Bắc Âu mà, còn mấy thằng Âu mà Âu tào lao, Âu theo Mỹ á, mấy ông Anh Pháp Mỹ đó, tía nhà tụi nó đó, nó chuyên gia, nó nói thiệt, thế giới cái mâm nào cũng có đó hết đó. Nên bằng đừng gom châu Âu vô một cục tội nghiệp nó. Mấy thằng Thụy Sĩ với mấy thằng Bắc Âu nó hiền lắm, nó đàng hoàng lắm, nó không bao giờ mà nó đi ngồi nó xin cái chuyện người ta hết đó, chuyện nó làm thôi, nên người ta tôn trọng nó là như vậy, nó hiểu không các bạn? Còn mấy cái thằng nhỏ mà đú trend, thằng thằng Anh Pháp Mỹ thì ba thằng đồ xỏ thì không nói rồi, có mấy nhỏ nhỏ đú trend nữa, nó cho vài đồng bạc trong NATO nó đú theo nó, bị đặt ngoại giao áp lực Nga, Nga nó gõ cho ông phát một con nước đu càng sớm, lịch sử thế giới bị nó quýnh cho mấy lần chưa biết ngán, đúng không? Chiến tranh thế giới thứ hai á là nó đập mấy mấy thằng mà đú trend trước. Đức á, bạn nhớ không, Đức đã đập mấy thằng đú trend trước chứ nó không đập mấy thằng đầu sỏ. Đầu sỏ từ từ nó mới đập, bởi vì mấy thằng đú trend là mấy thằng chết trước. Nhiều khi mình thấy mình tức cho Nga luôn á, mày ăn mày cấm giận tao mới nhiều năm rồi, bữa nay mày đòi chơi nữa hả? Nhiều khi tôi thấy cái quan điểm của tôi á, tranh chấp thế giới tôi nghiêng như thế nào hết á, nhưng mà đừng làm vừa vừa thôi, làm phải phải thôi. Ủa, chứ mà làm quá tôi nghiêng về phe yếu á, bao giờ quýnh lộn cũng vậy mà, đúng không? Quýnh lộn á là giờ hai thằng quýnh lộn mình đâu biết ăn quán làm sao đâu, nhưng mà mình theo dõi chừng 2-3 ngày thấy thằng kia nó mạnh mà nó bố láo quá, thằng này nhỏ mà nó yếu ủng hộ phe yếu, ít ra Nga nó còn chơi được, chưa chọc ghẹo nào hết á, lo cho thân nó thôi à. Còn mày sọt từ chuyện này qua chuyện kia, ăn rồi nước mình lo không xong lo đú. À, Cộng sản Việt Nam cải cách ruộng đất sai lầm khiến mấy chục triệu người chết, ai chịu trách nhiệm anh? Dòng họ mà chịu trách nhiệm với ai chịu trách nhiệm? Tại vì sao? Tại vì dòng họ em đẻ là đứa con đẳng cấp quá trời luôn, má hết mấy chục triệu người chết, dân số Việt Nam không còn nào nói tiếng Việt hết con, đúng không? Ngu mà ham làm phản động, nghĩ sao dân số Việt Nam lúc 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 bây giờ là mấy triệu người chết? Ủa mấy triệu người chết chắc miền Bắc không còn ai. Tôi nói thiệt với bạn, năm 75 là năm đó là cũng hòa bình bao nhiêu năm mà cũng chịu khó mà sinh sản hơi bị nhiều, dân số hai miền mỗi miền chừng 40 hết cỡ, mỗi miền chừng 20 hết cỡ, quay lại cái năm mà năm 50 mấy chắc mỗi mỗi miền chắc được chừng 10 triệu, 10 triệu đến 15 triệu, đúng không? 10 triệu tới 15 triệu mà cải cách ruộng đất mà chết mấy triệu người phát một thôi, miền Bắc còn nhiều quýnh ngoài bà nội. Lúc đó là Mỹ nó ra miền Bắc nó làm Capitol rồi đó luôn rồi. Ủa, phải phải các phản động, bởi vì phản động ngày càng ta khinh bỉ tại nó nhảm, đúng không? Thống chính trị chính em mày nó nhảm tôi ghét rồi, thiệt luôn mà. Bạn không cần phải chính trị chính em, cấp cần biết về phe nào mà nói về gì, nhưng mà mày nói khùng là tôi thấy tôi mình điên điên như này ghê, bực mình quá. Thành phần gì đâu không,